Xin chào quý bà con cô bác đã theo dõi video của kênh Nhà vườn cây sim rừng. Và ngày hôm nay thì kênh cây sim rừng cùng chia sẻ những cây bonsai mini được trồng vào các chậu. Và quý bà con cô bác có thể cùng ngắm và xem. Và đây là với mới đưa lên một số chậu. Tuy nhiên là những cây này vẫn còn đang nhỏ, vì vậy mà có thể uốn được rất nhiều thế khác nhau. Và với những cái đặc trưng mà cây sim rất dễ để uốn nắn khi chúng ta đi dây như thế này, thì các bác có thể uốn tùy thích theo cái dáng thế cây mà mình mong muốn, mình thích, mà nó hợp với phong thủy, hợp với tuổi và hợp với những vị trí, những góc vị trí để trong nhà của mình. Thì với cái đặc trưng là cây sim rừng này lá rất là bền, xanh tốt, ít rụng lá và ra hoa rất là nhiều, thì chúng ta có thể làm cảnh hoa. Thì ai cũng biết là cây sim rừng là hoa rất đẹp rồi. Đấy, ngoài hoa đẹp ra thì chúng ta còn có thể thưởng thức được quả ăn khi chín, hoặc là chúng ta có thể ngâm rượu để uống. Với những một số anh em mà thích rượu thì chắc chắn là đã từng ít nhiều ngâm rượu của hoa sim này. Thì ở đây này để cho các quý bà con có thể cùng chiêm ngưỡng. Cho nên là ngoài cái việc chúng ta có thể để rồng với thành cây lớn, thành rừng sim, thì chúng ta cũng có thể uốn thành bonsai. Và ngày hôm nay chủ yếu là kênh cây sim rừng cùng chia sẻ với quý bà con cô bác, đó là cách để cùng mình nhìn thấy là cái cây kim rừng này rất là dễ uốn. Khi chúng ta đi dây và có một chút năng khiếu hay kỹ thuật đúng thì chúng ta có thể uốn được rất nhiều cây mà chúng ta thích. Sau khi mà chúng ta đã cắt tỉa được những cây thế cơ bản như thế này rồi ấy, thì cái việc của chúng ta đó là chờ đợi để các cái cành sau khoảng 1 đến 2 tháng sẽ phát triển. Thì các quý bà con cô bác phải lưu ý là cây sim rừng này khi mà nó đã sống tốt, dễ khỏe thì cái tán phát triển rất là nhanh. Ví dụ tại thời điểm bây giờ thì sau khoảng 1 tháng nữa chăm tưới đúng quy cách thì cái mầm ở các cái tán thân này sẽ mọc ra từ 5 cho tới 10 cm. Đó là chuyện rất bình thường. Và để chứng minh cho điều đấy thì mình sẽ quay cho quý bà con cô bác cùng một cái cây cũng đi dây cách đây khoảng hơn 1 tháng, và quay cái mầm ấy, cái bọc nó phát triển lên với tốc độ như thế nào. Và đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy cái mầm này rất là tươi và cái tốc độ phát triển của nó rất là nhanh. Mầm này có thể khoảng từ 7 cm rồi, mầm này hơn 10 cm. Đấy, trên kênh cây sim rừng ấy vừa là cung cấp các phôi cây giống cũng như là những cây giống cây con, thì quý bạn có thể thấy hay thì đăng ký và để lại những bình luận hoặc là gọi điện vào số điện thoại ở trong video này để nhận được những thông tin tư vấn về cách trồng và vị trí trồng trong nhà của mình cho phong thủy và cho hợp nhất. Với mỗi một người có một sở thích khác nhau. Có người thì chỉ cần thích là cây tươi tốt sum suê, có người thì thích là uốn thành những bonsai mini để ở bản uống nước. Và như quý bạn có thể nhìn thấy đây thì đây là những cái cây bonsai mini mà chúng ta có thể để ở phòng làm việc, bàn uống nước hay là phòng khách. Và công việc của chúng ta đó là tỉa tót làm sao cho cây phát triển tốt nhất cũng như là hợp với cái vị trí của mình. Với những cây bonsai như thế này thì khi mà nó ra hoa ra quả ở cái bàn làm việc của chúng ta ấy, thì theo tôi nghĩ thì rất là đẹp. Và quý bà con cô bác hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh cây sim rừng. Xin chân thành cảm ơn.